Phương lần đầu kể chuyện tình tay ba, đến thời điểm này tôi vẫn thấy rất ân hận. Cuộc từ bỏ đầu tiên rất dùng rằng miễn cưỡng. Bích Phương kể đôi giày yêu thích năm cấp 2 của cô nhận được từ một người dì, rất đẹp và sành điệu nên Bích Phương nâng niu và đi mỗi ngày. Tuy nhiên sau một năm đi, đôi giày đã bắt đầu hỏng. Vì tiếc nuối nên Bích Phương vẫn tiếp tục dùng keo 502 để sửa giày. Đến một ngày, bố cô bực mình vì con gái không chịu thay giày mới nên vứt đôi giày cũ đó đi. Sự việc này đã làm Bích Phương rất buồn bực. Cô chia sẻ, bạn nào hồi bé cũng có một món đồ vía, chia tay nó rất khó khăn. Cuộc chia tay của tôi cũng còn khó khăn hơn nữa vì mỗi ngày tôi nhìn thấy xác chết của nó trong suốt mấy tháng trời. Đó là sự đau khổ rất lớn. Từ bỏ cuộc đầu tiên trong cuộc đời cô là một từ bỏ đôi giày ấy, rất dùng rằng miễn cưỡng và mang lại nhiều đau khổ cho tôi, cảm xúc tiêu cực cho bố mẹ. Tôi tự quyết định chia tay anh người yêu ở Hà Nội để tiếp tục mối quan hệ trong Sài Gòn. Sau này, khi trưởng thành không chỉ là từ bỏ đồ vật, Bích Phương bắt đầu làm quen với việc từ bỏ những câu chuyện tình cảm. Cô lần đầu tiết lộ chuyện tình tay ba năm 22 tuổi. Có sự từ bỏ đến giờ tôi vẫn còn nhớ và rất ân hận. Lúc đó tôi đã có một vài mối tình vắt vai. Khi vừa thi Việt Nam Idol một năm, tôi chuyển về Hà Nội và làm việc, quen một anh bằng tuổi. Hai đứa yêu nhau kiểu tình yêu tuổi trẻ, rất vui vẻ. Nửa năm sau, tôi quyết định chuyển vào Sài Gòn để bắt đầu sự nghiệp ca sĩ. Anh ấy cũng ủng hộ. Khi vào Sài Gòn, tôi thấy có quá nhiều thứ hấp dẫn mình. Lúc đó tôi mới 22 tuổi, nên rất thích thú với cuộc sống mới. Có một anh cưa tôi cũng thích. Tôi phải đứng giữa hai sự lựa chọn vì có cảm xúc mới nên những thứ đã cũ bị phai nhạt đi. Tôi tự quyết định chia tay anh người yêu ở Hà Nội để tiếp tục mối quan hệ trong Sài Gòn. Nhưng anh ấy lại là một người rất tốt, quan tâm chăm sóc tôi dù tôi rất hời hợt trong yêu đương, nên mối quan hệ không có gì sâu sắc. Vì người ta tốt với mình như thế, câu chia tay tôi lại ngần ngại không muốn nói vì sợ phũ phàng với người ta quá. Vì không thể dứt khoát nói lời chia tay, Bích Phương trốn tránh, nói nước đôi với người yêu ở Hà Nội. Bạn trai Bích Phương sau đó về tận quê của cô để tìm người yêu và không ngại vào Sài Gòn gặp cô. Qua một vài người bạn chung anh biết được, Bích Phương có người yêu mới. Dù đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng câu chuyện này đến nay vẫn để nữ ca sĩ day dứt, ân hận. Cô bày tỏ, khi bạn muốn thì sẽ tìm lý do, còn khi không muốn thì sẽ tìm cách. Lý do sâu bên trong nữa là tôi không muốn nhận mình là người có lỗi. Tôi cảm thấy câu, em xin lỗi anh, em đã yêu người khác mất rồi, là điều tôi không thể nói được. Tôi tin là mình đã để lại một nỗi thất vọng lớn trong lòng người đấy. Tôi cũng tự đưa mình vào tình thế là người nói dối với cả hai bên. Đến thời điểm này tôi vẫn thấy rất ân hận. Cuối postcard, Bích Phương đưa ra lời khuyên cho khán giả. Hai câu chuyện này có điểm chung là tôi đều không dám đối diện với chuyện từ bỏ. Kết cục không vui vẻ gì cho tất cả các bên. Chuyện từ bỏ rất khó khăn, nhưng một khi đã quyết định thì các bạn nên dứt khoát, đỡ đau khổ. Bích Phương là nữ ca sĩ trẻ mang giọng ca ngọt ngào, sâu lắng của Vbiz. Tham gia showbiz hơn 10 năm, Bích Phương sở hữu hàng loạt hit như Chị Ngã Em Nâng, Bùa Yêu, Bao Giờ Lấy Chồng, Chỉ Là Em Giấu Đi, Đi Đu Đưa Đi và nhan sắc cũng ngày càng thăng hạng chưa có điểm dừng. Bích Phương từng theo học trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch Hạ Long, nhưng cô lại sẽ hướng sang học con đường âm nhạc. Năm 2008, Bích Phương tham gia Việt Nam Idol, lọt top 40 và không tạo được tiếng vang lớn. Bích Phương chinh phục dòng nhạc ballad và trở thành thánh nữ nhạc sầu. Không nản lòng, Bích Phương tiếp tục tham gia Việt Nam Idol 2010 và lọt vào top 7. Vậy là một cánh cửa mới mở ra, giúp cô đến gần với khán giả hơn, nhưng điều này vẫn chưa đủ để khẳng định tài năng. Năm 2011, nữ ca sĩ mở đầu loạt hit bằng ca khúc Có Khi Nào Rời Xa. Bài hát nhanh chóng trở thành một hiện tượng được giới trẻ vô cùng yêu thích. Với chất giọng ngọt ngào, sâu lắng, cùng phong cách nhẹ nhàng, yêu kiều, Bích Phương chinh phục hàng triệu trái tim khán giả Việt qua ca khúc đình đám tiếp theo như Vẫn, Em Đã Sai Vì Em Tin, Chỉ Là Em Giấu Đi, Phai Giấu Cuộc Tình, cùng hàng loạt giải thưởng âm nhạc khán giả. Khi theo đuổi dòng nhạc ballad, Bích Phương mang phong cách gái ngoan dịu dàng trong từng MV, kết hợp với giọng ca da diết, ca sĩ nhanh chóng trở thành thánh nữ nhạc sầu trong lòng người hâm mộ, rũ bỏ hình tượng gái ngoan, sexy nóng bỏng trong teaser Đi Đua Đưa Đi. Tuy nhiên, không để hình tượng lu mờ theo lối mòn gây nhàm chán cho khán giả, Bích Phương nhanh chóng thoát cô gái u sầu, trở nên yêu đời nhí nhảnh trong Mình Yêu Nhau Đi. Với ca từ ngọt ngào, dễ thương, sự bứt phá bất ngờ tạo được hiệu ứng vô cùng tích cực và được đông đảo người hâm mộ yêu thích. Sau Mình Yêu Nhau Đi, Bích Phương liên tục tạo được dấu ấn tốt với Gửi Anh Xa Nhớ, Bao Giờ Lấy Chồng. Khoảng thời gian này, ca sĩ đã có cú chuyển mình ngoạn mục, phong cách âm nhạc trẻ trung, hiện đại hơn với R&B, electropop, bắt kịp xu hướng âm nhạc thế giới. Trong suốt sự nghiệp hoạt động nghệ thuật, ngoài sự chăm chỉ miệt mài khẳng định tài năng, nói không với scandal, Bích Phương cũng được người hâm mộ đánh giá là vô cùng sáng tạo và bắt kịp xu hướng âm nhạc. Đặc biệt, tên tuổi của Bích Phương được nâng lên tầm cao mới với thành công của MV Mùa Yêu năm 2018. Mùa Yêu thời điểm ấy được phát hành cùng thời điểm với Chạy Đi Chờ Chi của Sơn Tùng, nhưng không hề bị lu mờ. Dù mang nội dung khá hấp dẫn, bí ẩn, nhưng bước đi của Bích Phương được cho là khá mạo hiểm. Tuy nhiên, với màu sắc ma mị, bí ẩn, hình ảnh lại khá vui tươi, Mùa Yêu trở thành một món ăn tinh thần lạ, hấp dẫn hơn bao giờ hết. Khai thác triệt để hình ảnh Việt Nam,
nội dung tôn vinh, nét quyến rũ của người phụ nữ Việt từ ngoại hình, tính cách, thời trang lẫn lối sống. Bích Phương dành điểm tuyệt đối cho MV Mùa Yêu Của Mình. Ca sĩ nói không với scandal, hoạt động nghệ thuật từ năm 2008, Bích Phương là một trong những ca sĩ nữ tên tuổi trong làng V-Beat. Tuy nhiên, từ những bước đi chập chững đầu tiên cho đến khi nổi tiếng, cô luôn giữ được hình tượng sạch, nói không với scandal. Dù như thế, Bích Phương cũng không tránh khỏi nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ với nhan sắc ngày càng thăng hạng, khác biệt đến phi thường so với ngày mới chập chững vào nghề. Khi có nhiều nghi vấn từ dư luận được hỏi trực tiếp, nữ ca sĩ thẳng thắn chia sẻ, tôi sẽ không nói dối. Nói thật thì người ta hay nói tôi dùng việc ấy để thu hút sự chú ý, nhưng tôi muốn mọi người chú ý đến mình bằng âm nhạc, vì tôi là ca sĩ, nếu tôi là người mẫu thì khác, người ta có thể đem sắc đẹp ra để bàn tán, còn ở đây thì tôi là ca sĩ, tôi không thích nói dối nên em sẽ không trả lời, im lặng sẽ là phương án tốt nhất, không có cách nào tốt hơn, tất cả phương án đều có ưu khuyết, nhưng sự im lặng làm tôi thoải mái nhất.